Chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái trình duyệt rất là hay, tốc độ load rất là nhanh. Đặc biệt là các cái video trên kênh YouTube thì chúng ta không bị vướng phải các cái quảng cáo làm ngắt đoạn đi cái video của chúng ta. Đấy là cái trình duyệt Brave. Thì cái trình duyệt này cái tốc độ nhanh hơn, theo mình thì nó rất là nhanh, nhanh hơn các cái trình duyệt mà chúng ta đang dùng hiện nay. Đấy, chúng ta xem trên màn hình của máy vi tính, đây là trình duyệt Brave đây. Cái này thì chúng ta không phải đăng ký hay làm cái gì cả. Ở trên cái thanh công cụ trên này thì chúng ta cũng có thể bấm vào Google để chúng ta tìm kiếm. Đây. Nó cũng ra cái tương tự như thế này, tuy nhiên thì cái tốc độ load rất là nhanh. Vào này chúng ta có thể tìm các cái trình duyệt khác cũng được, hoặc là chúng ta có thể bấm sang các cái tab mới để vào trình duyệt YouTube. Vào đây cũng được. Đấy, load rất là nhanh, chúng ta có thể xem phim này. Ví dụ như là chúng ta bấm vào kênh của tôi là đầu tư 6.0 Enter thì chúng ta thấy là cái kênh của tôi lên ngay trang ấy, trang đầu tiên ở đây. Thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem kênh chia sẻ các cái kiến thức về cái mảng kiếm tiền online internet trên internet. Và hiện tại thì mình đang hướng dẫn các bạn về một cái trình duyệt, đấy là trình duyệt Brave. Thì ngoài cái việc mà sử dụng cái trình duyệt này ra thì nếu các bạn muốn kiếm tiền trên cái trình duyệt này thì trong cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể kiếm được tiền trên cái trình duyệt Brave này. Đây rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa có thể được trải nghiệm cái tốc độ load rất nhanh của cái trình duyệt mà cũng có thể là trải nghiệm thêm cái cách kiếm tiền từ cái trình duyệt này nữa. Các bạn cứ yên tâm là trước hết hãy download cái trình duyệt này về để trải nghiệm và xem video hay là tìm kiếm các cái kiến thức trong vòng 30 ngày. Nha, các bạn lưu ý nhé, các bạn phải dùng trong vòng 30 ngày. Đấy, không dùng thì các bạn cứ để đó, 30 ngày sau các bạn thích các bạn xóa đi cũng được. Nói chung là cái trình duyệt này rất tốt, thì hiện tại thì mình cũng đang dùng song song các cái trình duyệt. Vừa là trình duyệt Cốc Cốc này, trình duyệt Chrome này, Firefox này. Rồi bây giờ lại dùng đến trình duyệt Brave đây nữa. Rất rất là nhanh. Đấy. Không ảnh hưởng gì đến cái tốc độ của máy cả. Với lại là tốc độ của trình duyệt này lại rất rất là được. Bây giờ mình bấm lại để cho các bạn xem nha. Đây, ví dụ này, trình duyệt vào đây đây. Sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ có một cái như thế. Và cái việc cài đặt cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc nhìn xuống cái phần mô tả dưới video của mình để mà cài đặt. Bấm vào cái đường link ở dưới để tải về cái phần mềm này để cài đặt là được. Các bạn lưu ý nhé, các bạn xuống phần mô tả của video để tải trình duyệt này về nhé. Và tải về thay thế cho các cái trình duyệt khác để xem. Và nếu mà các bạn thấy ưng ý muốn kiếm tiền với trình duyệt này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kiếm được tiền từ cái trình duyệt này. Và xin được chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Trong video sau thì mình hứa với các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm được tiền rất nhiều từ cái trình duyệt này. Và bây giờ các bạn hãy xuống phần mô tả để tải cái trình duyệt này về để dùng trong vòng 30 ngày để cảm nhận cái tốc độ nhanh của cái trình duyệt này nhé. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.